Và nếu như bạn có những triệu chứng sau đây thì đến 99% bạn đã bị viêm loét dạ dày. Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ Trí tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái chủ đề liên quan đến bệnh lý dạ dày. Viêm loét dạ dày là một bệnh lý vô cùng phổ biến xảy ra ở cả người lớn tuổi và người trẻ tuổi. Và chúng ta cần biết là hàng ngày dạ dày của chúng ta thực hiện chức năng đó là co bóp nhào trộn thức ăn. Bên cạnh đó là nó sẽ tiết ra cái axit để mà tiêu hóa được thức ăn. Nhưng đồng thời trong dạ dày nó cũng cần có những yếu tố bảo vệ cái niêm mạc dạ dày, đó chính là lớp chất nhầy hay là hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày. Tuy nhiên vì lý do gì đó có sự mất cân bằng của những yếu tố tấn công vào niêm mạc dạ dày và cái yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày thì lúc này trên bề mặt của dạ dày sẽ tạo nên những cái vết loét và từ đó nó gây ra những triệu chứng. Và nếu như bạn có những triệu chứng sau đây thì đến 99% bạn đã bị viêm loét dạ dày. Đầu tiên đó chính là triệu chứng đau bụng. Trong viêm loét dạ dày thì vị trí đau bụng điển hình đó chính là vị trí đau bụng trên hay còn gọi là đau vùng thượng vị. Cơn đau này có thể lan qua bên phải, lan qua bên trái, lan lên trên ngực và thậm chí là lan ra sau lưng. Đau diễn ra âm ỉ có thể là liên tục hoặc là từng cơn và thường là cơn đau do bệnh lý dạ dày liên quan đến bữa ăn, có thể là đau vào thời điểm bụng đói hoặc là đau vào thời điểm bụng no sau ăn. Và nếu như cơn đau kèm theo những triệu chứng đó là đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng, bụng non và thậm chí là đi tiêu ra máu như là đi cầu ra phân đen hoặc là tiêu ra máu đỏ thì rất nghĩ đến bệnh lý viêm loét dạ dày. Những triệu chứng viêm loét dạ dày ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta, bao gồm là làm cho chúng ta mệt mỏi, ăn uống kém và thậm chí có thể gây mất ngủ. Nếu như bạn có những triệu chứng kể trên thì khả năng rất cao bạn đã có bệnh lý viêm loét dạ dày. Và trong trường hợp này bạn cần phải đến bệnh viện để được kiểm tra sớm. Tại bệnh viện thì bác sĩ sẽ thực hiện thêm các biện pháp kiểm tra như là xét nghiệm máu, siêu âm và đặc biệt chính là nội soi dạ dày. Nội soi dạ dày là một phương pháp rất hữu ích để chẩn đoán trong bệnh lý viêm loét dạ dày, sẽ giúp cho bác sĩ chẩn đoán được là vị trí tổn thương, mức độ tổn thương là nặng hay nhẹ. Bên cạnh đó là có những tổn thương nguy hiểm như là khối u bướu gì hay không và đặc biệt đó chính là có vi khuẩn HP ở trong dạ dày hay không. Từ đó bác sĩ có thể là đề ra những biện pháp điều trị phù hợp. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của bác sĩ Trí để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.